Thưa quý vị, cùng với các địa phương trên cả nước để chào đón năm mới Canh Tí, tối qua thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm. Vào thời khắc đêm giao thừa, hàng ngàn người dân đã đổ về các khu vực bắn pháo hoa để chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Đúng 0 giờ, màn pháo hoa bên bờ sông Sài Gòn bắt đầu. 15 phút pháo hoa khoe sắc trên bầu trời đã làm mãn nhãn hàng ngàn người dân đang hân hoan chào đón năm mới. Trong không khí rộn ràng, rực rỡ của pháo hoa chào đón năm mới, nhiều người dân, du khách quốc tế, đặc biệt là những người con xa xứ đã dành những lời chúc năm mới cho nhau, cùng nhau tận hưởng không khí đón Tết cổ truyền bên người thân và bạn bè. Một mùa xuân mới lại đến tưng bừng, rực rỡ trên thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ đề văn hóa của năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường các hoạt động văn hóa nhằm hướng đến việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, đồng thời xây dựng nếp sống văn minh, đô thị, chung tay xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.